Chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay em cũng có một chuyến hành trình tần hoa lan nữa. Mưa quá nhưng mà em phải cố gắng đi. Đấy, ở nhà thì chả làm được cái gì, cũng toàn là ở nhà không thôi. Thì em đi hôm nay thì em đi một mình thôi nhá các bác nhá. Đấy. Thì qua đây cũng gặp một cái cây lọng. Cái dòng lọng này có mặt hoa cũng khá là cao các bác ạ. Bữa em cũng chụp cái mặt hoa cho các bác xem rồi. Đấy. Đây này, lá kệ nhá. Cái lá non kệ nhá các bác nhá. Đấy. Lá già nó không kệ. Lá non nó kệ nhá. Xem nào. Đây. Đấy. Nó vừa mới mọc cái cây mới mà nó đã kệ rồi. Không biết cái cây mà nó tiếp theo nó có kệ không, nhưng mà cái này nó kệ là cũng là khá là đẹp rồi. Này có ba cái cụ thôi. Cái cụ già này cũng sắp chết rồi. Cũng gần khô rồi. Đấy. Cái lá già hồi trước vàng vàng ở đây cũng biết có phải là hồi xưa nó kệ hay không ạ. Nhưng mà cái cây này nó kệ luôn này. Mà sau nó cũng thái luôn. Đấy. Giờ thì em sẽ lấy về nhá. Các bác nào muốn chơi cái dòng lọng này lá kệ thì em sẽ lấy cái kệ này về chia cho bác đó nhá. Đây chỉ được một bát thôi. Đấy. Bây giờ thì em sẽ đây là những thanh đạ sứa đây. Giờ thì em sẽ đi leo trên kia và lấy thanh đặng tứ ngọc nhá. Hôm nay mưa quá, sương mù nó đây này, sương mù nó bao phủ hết cả khu rừng luôn này. Lạnh lắm nhá, tháng 4 mà cũng giống như tháng 12 luôn đấy các bác ạ. Lạ lắm năm nay ấy. Đây này các bác này, thanh đặng tứ ngọc rất là đẹp luôn này. Đấy. Ủa, cái gì nó đã có một cái kẻ nữa này. Ôi giời. Lọng à. Nè, các bác thấy chưa? Lọng nhá. Đấy. Lá kệ nó một kệ nhỏ giống như cái kim thôi. Ô, xem nào. Đúng rồi, cái dòng lọng mà em lấy được một cái cây này ấy. Nó kệ nhỏ giống như một cái kim. Đây. Giờ em sẽ lấy những cái cây thanh đạm tuyết ngọc à về nhá. Những cái cây này thì cũng hơi nhăng nhăng một tí. Thanh đạc tướng ngọc thì cũng có dòng nhăn nhăn này thì cũng khá lạ các bác ạ. Bên này thì kiến là trắng bạch ngọc này. Nhỏ quá em sẽ không lấy được. Em sẽ đi tìm những cái cây to hơn để lấy về chia cho các bác. Trồng nó dễ ra hoa hơn nhá. Bên này cũng có một xe thanh đạm tướng ngọc luôn. Giờ thì em sẽ lấy thôi nhá. Mưa quá. Sợ cái nước nó vào cái điện thoại nhá. Không có máy quay thì phải quay bằng điện thoại được. Đây này. Đây các bác ơi. Thanh đạn tuyết ngọc đang bán trên vách đá nhá. Đây này. Nó bán trên vách đá mà nó vẫn sống rất là tốt luôn. Đấy. Giờ thì em sẽ lấy. Xong là em đi tít trên này. Trên kia có thanh đạn hàn long hay sao ấy. Em sẽ đi bên kia nhá. Đây các bác ơi, những rề thanh đạm tuyết ngọc hàng rề đây này, rất là đẹp luôn. Cái này là cái nhánh hoa của nó nhá. Cái thanh đạm tuyết ngọc mà bản lá nó hơi dài dài thì nó nở nhiều hoa hơn, tầm 5-6 bông luôn. Còn những bản lá ngắn thì cũng rất là đẹp. Nó có cây thì nó cũng nở tầm 5 bông. Đấy, tùy theo cái thời tiết và chỗ nó ở nhá. Nếu mà chỗ nó ở sống tốt thì nó sẽ nở nhiều hoa hơn. Đấy. Lạnh quá các bác ơi. Gió nó kìa. Lạnh lắm này. Đang trên núi này. Lạnh lắm luôn. Lạnh quá đi. Trên này cũng có một cái cây thanh đạm nữa kìa. Kìa. Đấy. Giờ thì em sẽ đi lại thôi nhá. Bên cái vách đá này. Đây các bác ơi. Đây này. Có một cái nhánh cũng đã nở hoa rồi nhá. Cái lan thanh đạm cái ngọc ấy. Đây này. Đã có mặt hoa rồi. Tuyết ngọc đấy. Đúng là tuyết ngọc rồi. Trắng họng nó vàng. Đây đây.
quá đẹp luôn. Thành đặng tiếng ngọc nhá các bác nhá. Giờ thì em sẽ đi về dưới này thôi, cũng lấy được một ít rồi. Giờ thì sẽ xuống dưới này thôi nhá các bác nhá. Đây này các bác này, em cũng thấy một cái rẻ bạch ngọc đây nữa này. Đấy, lan bạch ngọc nhá, kiến trắng bạch ngọc. Cái cài cũng có 4 thân luôn, một rẻ 4 thân. Đang ở trên núi. Mưa quá các bác ơi. Lạnh quá đi. Các bác nhìn thấy chưa? Sương mù nó kìa. Quá lạnh luôn đấy. Lạnh lắm nhá. Chả thấy cái gì hết luôn. Bữa nay thì không biết sao nó đang mưa. Nên cũng cố gắng đi thôi. Lấy hàng cho các bác siêu tân. Đây các bác ơi. Đây là một cái thanh đặng tức ngọc lá nhang đây. Đấy, lá nhang nhá. Dưới này cũng có đấy. Tí dưới kia cũng có một rễ đấy. Ba rễ luôn. Dưới này thì có hai cái quả. Dưới này có hai cái quả nhá. Bữa nay mưa lắm. Cái đá rất là to luôn. Không biết còn không. Đá to lắm nhá. Rồi thì em sẽ đi bên này và lấy hai cái này xong rồi đi về thôi. Vì mưa quá, lạnh quá các bác ạ. Đấy, lạnh quá. Đây này, sương mù đang về thế này này. Ướt hết cả tay luôn, cả người luôn. Lạnh quá, bây giờ thì phải đi về thôi.